Ông nữa là một ông mà suy ta tức là hút phân. Cái ông làm nghề hút phân gọi là ngoại cấp. Ấn Độ thời đó nó có 4 giai cấp. Ông này đứng giai cấp thứ 5 tức là ngoại cấp. Ai muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn giết thì giết, không có tội gì hết, phải không? Nó coi ngang hàng như súc vật. Nhưng mà Đức Phật độ cho cái ông này đã đắc quả La Hán, tức là đắc quả La Hán. Nên thầy lúc đó thầy có cái suy nghĩ đó. Nếu mà độ cái người hạ tiện có thể đắc quả La Hán được, sao Đức Phật không độ cho những người khác? Trong đời Đức Phật chỉ có một người làm hút phân này đắc quả La Hán thôi, một tên sát nhân này đắc quả La Hán thôi, phải không? Còn các tên sát nhân khác còn nguyên hết. Tại cái nghiệp của nó nặng, đâu có thể nào mà giải được.